Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Bitcoin Việt Nam ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì mình rất vinh dự khi có mặt cùng với sự đồng hành của ông Alan Ta, là founder của dự án Roseon Finance. Roseon Finance được biết đến là một giải pháp cầu nối giữa các dịch vụ tài chính phi tập trung và tập trung. Và dự án thì đã kêu gọi được 2 triệu đô từ các nhà đầu tư trong vòng seed và private round với một số nhà đầu tư nổi bật như là Bitcoin Capitals, X21 Digital và Moonways. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với cuộc phỏng vấn trao đổi trực tiếp với co-founder của dự án là ông Alan Ta. Thank you, Alan, for joining the interview today with us. So, firstly, can you introduce a little bit about yourself? Yes. Xin chào bạn. So, I am actually originally Vietnamese. I was born in District 5 in Ho Chi Minh City or Saigon. So I am Vietnamese and I am Cantonese, so I speak a little bit of Chinese as well. And then our family emigrated over to Canada in Toronto when we were very young. So that's where I grew up and I went to university and I actually started my IT career in Toronto, Canada. And I worked most of my life and growing up in Canada, in Toronto. And then 2016-17, I discovered Bitcoin and blockchain. And you know, the technology was amazing. And of course, I was investing at that same time, so, and I was seeing a very good return. So also because I have a lot of entrepreneurial blood in me, I decided to leave Canada and to quit my job and to get rid of all of my everything. I sold everything, sold my house. And I moved back to Vietnam, to my home country, where it's easy to start a startup because Vietnam is very startup friendly. And I started up a blockchain consulting and investment firm called Alpha Blockchain. And I think that's where when I met Bitcoin and all of the crypto friends today. And of course, in 2018, we experienced a bear market and it was bad for everybody. So I closed the company. I continued to do blockchain consulting and crypto consulting until about 8-9 months ago, bootstrapped and built this app. And then, you know, the timing was perfect during COVID. We built the app and then now we just raised $2 million through private sale. Yes. May 10th in 2 days is our public sale. And then, and you know, we're very happy to be where we are today. And we want to thank you guys, all of you fans, and your community as well. Yes. So thank you so much for your information. So can Grace to come to the hour some questions. So our community will have the deeply information about Roseon Finance. So the first question is, why was Roseon founded? Bạn có thể nói cho tôi biết về sứ mệnh cũng như là cái lý do tại sao mà Roseon thành lập được không ạ? Yeah. So, you know, as a trader and as a farmer, you understand that, you know, the best platform right now is Binance for trading. And then the two biggest platforms is Uniswap and Pancake. To trade and to swap token, it's not easy. Going into Binance for a beginner is very complicated. And then now if you want to go on a decentralized exchange like Uniswap or Pancake, to swap a token, you have to understand, you gotta set up MetaMask, you gotta configure the right chain, you have to understand what permanent loss means and what is liquidity pool. And all of these fancy words that people don't understand, it's very technical. For a beginner, it's very hard. Even for myself, I've been in blockchain and crypto for 6-7 years. It's not easy. I don't feel comfortable, especially when I'm making a big transaction, you know, $10,000, $20,000. Just sending tokens to one wallet, from one wallet to another platform, it's scary. It's not easy. So the goal of Roseon Finance is to make it, to remove all that stuff. But if you were to download our app today on Android, we only have the Android version right now, you will see that it's maximum 3 clicks. 3 clicks and you can farm, you can save or do staking, you can even view NFT galleries. Yes.
Như mọi người đã biết thì DeFi cũng như là với các cái hoạt động về giao dịch cũng như là swap token thì rất là khó và phải có những cái kiến thức rất là phức tạp và chuyên sâu trong ngành. Đặc biệt là với những người mới bắt đầu thì việc có thể làm quen được với những cái phương tiện này đã trở nên rất là khó khăn. Chính vì vậy mà Roseon đã được hình thành nên với sứ mệnh là làm sao đấy để cung cấp cho người dùng những cái giải pháp một cách thiết thực cũng như là dễ dàng nhất đối với người dùng và đặc biệt là đối với những người dùng mới bắt đầu. Và chúng tôi thì đã mong muốn cung cấp các giải pháp về farming cũng như là staking để có thể giúp người dùng có thể tiếp cận được với những cái giao thức cũng như là dịch vụ thích hợp nhất trong thị trường DeFi. Ngoài ra thì còn một số hoạt động liên quan đến NFT, ví dụ như là NFT Gallery, mà một lát nữa đây thì mình rất mong là có thể được trao đổi chi tiết hơn nữa với dự án Roseon về những dịch vụ mà Roseon cung cấp. Thank you. And the next question I want to ask is, what do you think about the focusing strategy to accomplish the mission you that you have a demand? Bạn có thể cung cấp cho tôi biết thông tin về một số các cái chiến lược mà dự án đang tập trung để có thể đạt được các sứ mệnh đấy được không ạ? So the goal of our app, Roseon Finance, is to bring the best of DeFi and CeFi into our environment. So CeFi is centralized finance. So KuCoin, Binance, they all have, there are exchanges, they provide lots of liquidity to the market. And they actually have some lending and borrowing and even like trading activities on their app. But then we have the decentralized ecosystem where we people are getting extremely high APY from Uniswap and PancakeSwap. So there's a lot, and these two worlds are different. And currently, the blockchain and the crypto industry, these two worlds are fighting to see who's better. We don't want them to fight. Our goal is to bring them in. Make them work together under our application. So our goal is to bring new investors or new crypto people into crypto through CeFi. And then we bring decentralized finance investors into our app. So then that way we make all of these yield opportunity and all of these liquidity under the same roof. So instead of, okay, I need to make a trade, I'm going to go into Binance and swap the token. And then I need to go on to Uniswap to farm for Uni. And then you know what? I may want to swap into, use the bridge to convert my token to Binance, smart chain on Pancake. So you have to hop from one platform to another platform to another platform. And all you need is one mistake and you're money is gone. We don't want to do that. We'll put you in, bring all of that under our application and you know, with the interface, with the new interface, you don't need to know which platform. You don't need to know that it's Polygon or Tomo Chain or Binance Smart Chain. You just need to know that, hey, 500 APY, I want to farm. 300 APY, I want to farm. And you click and you farm, that's it. And all of that in an app. Very mobile, very easy and very flexible. Yes, I see. So, như bạn đã biết thì DeFi và CeFi là hai sự kết hợp rất là khó khăn khi mà muốn kết hợp cho người dùng. Và CeFi được biết đến ví dụ như một số sàn giao dịch như là KuCoin hoặc là Binance. Và DeFi thì được biết đến với những sàn giao dịch giống như là Uniswap hay PancakeSwap với những cái phí API rất là cao. Và sứ mệnh cũng như là cái mục đích chính của Roseon muốn mang lại đấy chính là làm sao để có thể đơn giản hóa nhất cho người dùng và thực hiện các cái thao tác một cách nhanh chóng và đơn giản khi mà người dùng có thể sử dụng hết tất cả các dịch vụ đấy thông qua một cái app ứng dụng. Và mọi người sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều đến việc phương thức kết nối giữa các nền tảng đấy ra sao, mà chỉ cần thông qua app mobile của Roseon mà mọi người hoàn toàn có thể có được tất cả những cái dịch vụ được tích hợp trong đó. Và đấy chính là sứ mệnh cũng như là cái mục tiêu mà Roseon luôn luôn mong muốn và có thể thực hiện được cho người dùng. About all the goals of the mission, I want to ask about the main products of Roseon and how will this product promote individual and decentralized markets?
Bạn có thể chia sẻ cho tôi một chút về tất cả những cái sản phẩm chính mà Roseon đã cung cấp dành cho người dùng được không ạ? Yeah. So our entire solution consists of a centralized app, a decentralized app, and a DeFi platform. Right now we have the centralized app. And then our goal is to build a centralized app and then build the aggregator service so that the aggregator service can connect to all of the decentralized app, decentralized applications into our system, right? And then eventually we build our own decentralized app. But, you know, we had an AMA yesterday with Bitcoin Addict, the Thailand community. It's funny because all of the questions they asked was not even about DeFi. They were more interested on the NFT gallery and the NFT capability of our app. So one thing that I want to make some clarification is NFT, digital art, collectibles, and even game NFTs. These are investments. But when you make a purchase of an NFT, you're hoping that the price will go up, and then maybe you want to sell it in the future. It's not like a token where the price goes up and down within 10% in one day, but we're adding a lot of liquidity and value to digital art, and we want people to collect these things, right? So while you're farming and you're staking in our application, and farming usually takes a month and 2 months, you have nothing to do in our app. So why not browse the NFT gallery? Maybe you want to buy a picture or buy a collection, maybe buy an Axie Infinity or a My DeFi Pet character. That's our latest partner. And then maybe you want to sell. Or you know what, better yet, we're going to have this thing called a gift. So you can take a nice picture of yourself and you send it to your husband, boyfriend, mom. You know, my mom and dad is in Canada right now and I'm in Vietnam. I would love to take a NFT moment, take a picture and send it for her birthday. And then along with the gift, I can send her a little bit of money and maybe a little bit of Roseon. Yes, I see. So, yeah. So you can keep follow up the answer. Yeah, so you know, if I'm talking to certain people, they love the NFT part. But you know what, for Vietnam loves the youth farming and the high interest rate. So, you know, if you talk to Tomo Chain community, they're all holders. So why not hold and make more Tomo Chain or more interest on your token or more tokens? So people love to hold Ethereum. People love to hold BTC and maybe Chainlink. So they can come in and they can stake and they can earn additional APY, right? We're partnering with lots of DeFi applications. So eventually, you know, you can farm and you can earn high APY in our app. So we have a variety of things. And we happen to be building all the cool stuff that crypto seems to be hot in crypto today. Yes. Như mọi người đã biết thì một số sản phẩm chính của Roseon tập trung đấy chính là Decentralized Apps, là các cái ứng dụng phi tập trung để có thể kết hợp các dịch vụ giữa sàn phi tập trung và giữa sàn DEX và sàn SEC ở trong một ứng dụng thông minh. Và Roseon thì là một ứng dụng để cung cấp cái việc là quản lý danh mục đầu tư tiền điện tử và giúp bạn có thể tối ưu hóa tất cả các lợi nhuận trên cả hai sàn DeFi và DeFi. Và ngoài ra thì Roseon muốn tập trung vào một mạng, đấy chính là cung cấp nên một cái triển lãm về NFT, nơi mà người dùng có thể không chỉ là lưu trữ, tạo ra các cái khoảnh khắc NFT của chính bản thân mình, mà còn có thể giao dịch cũng như là kiếm lợi nhuận từ đó. NFT, một chút thông tin về NFT có thể thấy, đấy chính là dạng token không thể thay thế, giúp bạn có thể thiết kế các cái sản phẩm của mình và mã hóa trở thành một loại token duy nhất và có thể đưa lên thị trường để có thể giao dịch cũng như là thu được lợi nhuận từ cái sản từ chính sản phẩm của mình. Và bạn có thể hoàn toàn tặng cho người thân cũng như là lưu giữ các cái khoảnh khắc quý giá ở bên cạnh bố mẹ mình để có thể vừa là một món quà cho người thân của mình, đồng thời cũng sẽ vừa là một nơi để bạn có thể tạo ra lợi nhuận và kiếm lời từ cái việc mà bán những cái sản phẩm đấy. Ngoài ra thì một số vấn đề người ta có thể thấy đấy chính là cái việc người dùng rất là quan tâm đến việc canh tác lợi nhuận, như là bạn có thể thấy trên một số cộng đồng Tomo Chain, người ta rất là quan tâm đến các cái
hoạt động canh tác năng suất cũng như là canh tác lợi nhuận, thì Roseon cũng cung cấp thêm một dịch vụ, đấy chính là Yield Farming. Tại đó thì người dùng có thể thêm các cái thanh khoản và các nhóm thanh khoản thu được để có thể tạo ra thị trường, và đây thì được coi như là một cái giao thức tạo thị trường tự động AMM ở trong ứng dụng của Roseon. Yes, and I want to ask more information about the project progress. And can you share with the communities about the achievement that project has gained until now? Bạn có thể chia sẻ một chút về những cái thành tựu mà Roseon đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại được không ạ? Yeah, so obviously for the last 9 months we've been trying to spend very little money to build a good product. And I think we have what people want in an app. So now we, our first milestone was we successfully raised $2 million. So now we have some money to scale the operation. So we already started. We hired 3 new developers. We hired 3 product managers. And we're growing. So we're going to grow. And our next step is to complete the roadmap. We promised in our white paper that we're going to build this and this and this. You know, we will complete the roadmap and our deadline as promised. So our strategy is we want to partner with all of the blockchain or the platforms first. So supporting TomoChain or supporting Polygon, we're talking to all those guys right now, and so that we can then enable those platform into our app. And then second, we'll be adding all of those services within those platforms. So if they have farming or yield farming services, if they have NFT marketplaces, we'll bring those on board, right? And one of the things that people don't understand is we're a centralized and decentralized. So we follow the rules, we follow the regulation. So one thing that we're doing right now is we're applying for the app, for the license in Estonia. So the license will give us the ability to be an e-wallet so that we can hold crypto. And then and it'll give us a second license, which is an exchange license that will allow us to exchange from money, local money, fiat, to crypto. This will allow us to work within the various jurisdictions and actually help onboard new users. So that's one of our big milestones that we're hoping to see within 2 to 3 weeks. Yes, I see. So, như mọi người có thể thấy thì từ khi thành lập dự án đến giờ thì thành tựu đầu tiên mà Roseon muốn kể đến đấy chính là việc huy động thành công vốn 22 triệu USD từ các nhà đầu tư. Và điều thứ hai dự án muốn nhấn mạnh đấy chính là việc hoàn thành được cái white paper của dự án và đã theo được đúng deadline của mình. Ngoài ra thì dự án còn đã phát triển mạng lưới quan hệ đối tác với tất cả các lĩnh vực của các dự án trong thị trường DeFi, và đặc biệt đầu tiên là muốn nhắc đến platform để chính là việc kết nối với các nền tảng. Dự án muốn có thể có thêm nhiều cơ hội để có thể cung cấp hơn tất cả các cái dịch vụ mà dự án muốn hướng tới, không chỉ là về yield farming mà còn về cả NFT đối với các nền tảng cũng như là các dự án được hợp tác trên thị trường DeFi. Ngoài ra thì dự án muốn đã có thể thành công trong việc là xây dựng ứng dụng DeFi và DeFi di động kết hợp đầu tiên ở tại trên thị trường, và dự án đã có được một cái cộng đồng các nhà phát triển cũng như là nhà tạo lập dự án với những người trẻ và tài năng. Bên cạnh đấy thì có một cộng đồng fan của dự án để ủng hộ ngay từ khi mới bắt đầu và có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa. So, can you give us an interview of Roseon Token Economics, because I know this stage is very many people interested in. Bạn có thể chia sẻ cho tôi một chút thông tin về token metric của dự án được không ạ? Yeah. So the easiest and the shortest answer is the use of our token is similar to the BNB token, right? So how Binance started was they had a centralized exchange and then they acquired a lot of users and built a lot of liquidity for the exchange, and they use that token to access Binance services and discounts on Binance transactions, right? So then they build a decentralized environment or ecosystem under the Binance smart chain. So
So we're going to do the same, and then that should help us bring more demand for the token. One other thing that we're doing that's different than Binance is our executive team, we're very enterprise focused. We're all corporate people. So we all have working experience and a network of corporate people. We want to onboard those people on. And so we want to take corporate and enterprise customers onto. And that's the best way to acquire user, you know, through our network. So the, again, to summarize, we're just similar to BNB, the BNB ecosystem. Yes. Để có thể nói một cách dễ hiểu nhất thì bạn có thể tưởng tượng như là token của Roseon thì giống như là token BNB trong hệ sinh thái của Binance Smart Chain, để có thể đưa được tất cả những cái tiện ích của một loại token đi vào trong chuỗi. Và có một điều mà chúng tôi nhấn mạnh đấy ở đây đấy sự khác biệt, đấy chính là việc chúng tôi đã tiếp cận được đến tất cả các cái dịch vụ của hệ sinh thái, cũng như là việc giúp cho phép token sẽ cho phép người dùng có thể đăng ký tham gia tài khoản của Roseon, tham gia vào các chương trình khách hàng thân thiết và nhận được một số các cái phần thưởng. Mà mình sẽ cung cấp thêm một số thông tin khác là về token sẽ có thể cung cấp thêm 3 lợi ích chính. Thứ nhất là việc tiếp cận đến tất cả các hệ sinh thái của Roseon, giảm giá các cái chi phí trên nền tảng, và cuối cùng là phần thưởng, thực hiện cho các sự trung thành, phần thưởng để có thể trao thưởng cho các sự trung thành của khách hàng cũng như là những người dùng thân thiết của dự án. And what plan do you have to help increase token value as well to drive demand for the token? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút kế hoạch về việc có thể mở rộng thêm những cái nhu cầu về việc sử dụng token và tăng giá của token không ạ? Yeah. So the most important, the only true test is increasing your TVL, right? And through increasing the TVL, we need to acquire users. And to acquire users, we have to do a lot of marketing. And then, of course, within marketing is a lot of partnership. So I think from a partnership perspective, we're going to partner with every blockchain and every DeFi application. So that itself is going to help us with raising awareness, getting the words out there. One of the things that we're doing right now, after the IDO, is the first thing we're going to do is partner with all the community. And, you know, we're already talking to Bitcoin. So we are going to partner with all of the communities that have shown interest and that that have supported us so far. So we, in return, we will have a long-term partnership with these communities. Again, in crypto and in blockchain, the strength of your community will strengthen your success is a good measure of your success. And of course, meeting our roadmap, building good product, the product that what people want, making sure that the product is easy to use. Don't make it too complicated. The business model is very simple. We take management fee and that's it. There's nothing else. There's no hidden cost. Management fees, there's withdrawal fees, and then there's network fees. There's nothing else. So our goal is to build the best product, partner with all of the cool new farms and all the NFT, bring it and provide all of that services and all of those cool fun things to our users, and they'll keep coming back and get the best you. Yes, như bạn có thể thấy thì đầu tiên điều chúng tôi làm đấy chính là việc tạo nên các cái phần thưởng cao để có thể thu hút người dùng, dẫn đến việc là tăng TVL cũng như là tăng thêm các cái doanh thu để dành cho dự án. Ngoài ra thì chúng tôi luôn luôn muốn nhấn mạnh đến việc là có thể mở rộng hợp tác với tất cả các cái dự án ở trên thị trường, đặc biệt là trong đấy thì có DeFi và NFT, để có thể cung cấp thêm nhiều cơ hội hơn nữa cho các nhà đầu tư. Và một hệ sinh thái mở rộng thì sẽ thu hút thêm rất là nhiều người dùng và biết đến dự án. Và khi mà có nhiều người dùng quan tâm đến dự án và quan tâm đến token thì tự động token đấy sẽ có sự tăng giá trị nhất định. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ tập trung vào việc phát triển hệ sinh thái và việc cung cấp thêm các cái dịch vụ đối với đối tác để có thể thúc đẩy thêm nhu cầu sử dụng của token, và cuối cùng là tái cân bằng các cái khoản tiền để có thể loại bỏ những cái token ra khỏi lưu thông, cũng như là bổ sung thêm các cái quỹ dành cho việc phát triển marketing, phần thưởng cũng như là bảo hiểm.
Và điều cuối cùng mà dự án muốn nhấn mạnh đấy chính là việc cung cấp nên các cái sản phẩm chất lượng tốt nhất. Và khi mà bạn có thể cung cấp thêm một dịch vụ sản phẩm chất lượng tốt thì người dùng sẽ có thêm nhiều sự quan tâm cũng như là sử dụng dịch vụ, và từ đấy thì giá trị token sẽ được tăng giá. How is the tokenomics and distribution plan of Roseon, and what are the benefits and motivation for investors of holding Roseon token as long in long-term investment? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về cái kế hoạch phân bổ token của Roseon và những cái lợi ích cũng như là động lực nào để giúp nhà đầu tư có thể hold token một cách dài hạn không ạ? Yeah, so when we do investments, the first thing we look at is the team. We want to make sure the team is a serious team, that they know how to do business, right? And then of course, then we look at the product and the technology. So, right now, with the help of all of our investors, we're going to bring on the best team, okay? The best, but the experienced team. Help us grow this business, grow this company. One of the things that I haven't really mentioned is who the major executives. We cannot tell you who yet, but these guys have you know, a very successful track record. They have already, they're managing hundreds and hundreds of people. They're working for major financial institutions, one of them is a marketing CMO, and he has exited a couple of companies. So we're bringing those type of people to help us grow the company. They know how to grow and scale a company. But again, why we're getting our license? The license is key, is so that we don't shut down tomorrow, because we don't know if Vietnam or Malaysia or Indonesia is going to change the regulations. But if we continue to follow the rule, and each country may have different rules, but if we follow the standard rules and we play by the rule, we are taking the safest route so that we can last for a very long time. Và chúng tôi thì đang mở rộng thêm các cái quy mô hoạt động để có thể cung cấp thêm các cái chuyên gia, các thành viên chuyên gia vào nhóm và giúp có thể phát triển cũng như là mở rộng hơn quy mô cho các sản phẩm của Roseon. Và chúng tôi đã sắp xếp một số đối tác cũng như là nền tảng blockchain, các cái dịch vụ DeFi để có thể thu hút người dùng và mở rộng sản phẩm cũng như là các cái lợi nhuận mà sản phẩm có thể tạo ra cho người dùng. Và một điều là một keyword mà chúng tôi luôn luôn muốn nhấn mạnh đấy chính là việc follow the rules, tức là đi theo các cái quy tắc nhất định và luôn luôn làm theo những cái quy tắc để có thể đảm bảo được những cái lợi ích tối đa cho cộng đồng. Và việc lập kế hoạch phát triển hệ sinh thái mới với những cái sự ra mắt đầu tiên của nền tảng DeFi thì sẽ tạo nên cái tính thanh khoản dành riêng cho dự án. Yes, so what are your strategies in building a big and strong communities? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về cái chiến lược trong việc xây dựng nên những cái cộng đồng mạnh mẽ dành cho Roseon được không ạ? Yeah. So, of course, through our fundraising activities, we met a lot of investors and we met a lot of communities. So we're working with many, many communities, many, many strong and very helpful. These communities are very helpful. So after the IDO, we're going to be working with all of these communities and have a very long-term partnership with them. So then that way, we continue the tracking and we continue to support those who has been supporting us. For example, we will for sure we're gonna work with them, to deal with them, a long-term relationship with you guys so that we can continue to work. Yes, thank you. Như bạn có thể thấy thì sức mạnh của cộng đồng đấy chính là một cái chìa khóa dành cho sự thành công, và chúng tôi thì sẽ đảm bảo là sẽ hợp tác với nhiều cộng đồng khác nhau trên toàn cầu để có thể xây dựng nên thương hiệu. Và đặc biệt là sau khi IDO thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cũng như là trao đổi với các đối tác để có thể mở rộng nên cái mạng lưới hợp tác một cách lâu dài. Và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thiết lập những cái mối quan hệ đối tác đấy với những cộng đồng mà đại diện cho dự án để có thể phát triển cộng đồng một cách lâu dài và bền vững nhất có thể. Some sharing to our Vietnamese communities and especially Bitcoin communities. Okay, so we have lots of news. We're going to stop the marketing and the partnership campaign because we want to save it for after the IDO.
So there's a lot of news coming, and we've been working very hard. And obviously, we want to make sure that our investors are happy with our work. We will continue to work hard to make everything happen on the roadmap. But my goal is to achieve everything earlier and faster than we had promised. That's our goal, okay? Perfect. So the good news is we're launching into our IDO, and we're in a bull market. So I think it's going to be the result will be very good. But if somehow something happens and it doesn't turn out well, it's okay, because we're here for a long term. We're going to keep going. We're going to keep working hard and build an amazing product for an amazing community. Thank you. I'm very appreciative for that. And let me translate to our community so that they can know more. Chúng tôi thì luôn luôn muốn có thể cung cấp thêm được những cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất dành cho người dùng. Và đặc biệt là sau khi IDO thì chúng tôi muốn không chỉ là đi theo sát được cái roadmap mà dự án đã đưa ra, mà chúng tôi muốn thực hiện nó một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn và đạt được những cái mức độ tối đa hết sức có thể. Và nếu như mà cái chương trình IDO của dự án có thể không thành công thì các bạn cũng đừng lo lắng, bởi vì là dự án sẽ luôn luôn ở cạnh đây để có thể support cũng như là hỗ trợ và cung cấp cho người dùng những cái sản phẩm tốt nhất. Và chúng tôi luôn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để có thể cung cấp được những cái sản phẩm chất lượng tốt nhất cho người dùng. Và cảm ơn mọi người. Và hãy đừng quên theo dõi cũng như tiếp tục đồng hành cùng dự án Roseon và cùng Bitcoin Việt Nam, cập nhật thêm nhiều tin tức hơn nữa về dự án để có thể theo chân dự án và đến được những cái bước tiếp theo, phát triển tiếp theo của dự án. Yes.